Bạn có bao giờ cho rằng bản thân thông minh hơn tất cả mọi người xung quanh bạn chưa? Nói thật nhé, tôi luôn cảm thấy ngoại trừ tôi ra thì mọi thành viên trong gia đình tôi đều khờ khạo hết sức. Không có gì đáng cười đâu. Ngược lại, còn rất mệt mỏi nữa đó. À, để tôi tự giới thiệu trước đã. Tôi tên là Zoe, 7 tuổi. Hãy like và subscribe và lắng nghe tôi nói nhé. Nhìn từ bên ngoài thì gia đình tôi bình thường lắm. Tôi có bố, mẹ và một người anh trai nữa. Mọi người sống hòa thuận với nhau và yêu thương tôi vô cùng. Còn đối với tôi, những người thực sự sinh sống dưới mái nhà này thì mỗi ngày trôi qua đều bất ổn. Và chính tôi, người không chỉ thông minh bình thường mà cực kỳ thông minh, là nhân vật giải quyết hết mọi rắc rối trước cả khi nó kịp xảy ra. Sáng nay, tôi bị đánh thức lúc 6 giờ sáng bởi một tiếng động lớn. Tôi đi xuống phòng khách và nhìn thấy mẹ tôi đứng giữa một đống dây dợ lòng thòng. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ xin lỗi vì đã đánh thức con yêu. Hôm nay là sinh nhật của Philip mà. Thế nên mẹ định treo mấy cái này lên thành chữ chúc mừng sinh nhật ấy mà. Con nghĩ là anh trai con sẽ vui lắm á nếu như mẹ không trang trí căn phòng như cái bãi tha ma này. Mấy cái dây duy băng trắng đó nhìn y chang như giấy vệ sinh luôn mẹ ạ. Mà cái gì trên bàn kia? Bánh kem sô-cô-la hay là quả bom vậy? Hơn nữa, hôm nay còn không phải sinh nhật của anh ấy. Hả? Mẹ tôi vội vàng kiểm tra lại lịch và nhận ra bà đã nhìn nhầm. Sinh nhật anh Philip tận một tháng sau cơ. Bạn thấy đấy, trí nhớ mẹ tôi cũng không tốt lắm. Bà còn vụng về nữa. Có khi tôi còn nghĩ tài năng duy nhất mà bà có là làm tất cả mọi thứ rối tung lên. Ôi, mẹ phải đi đổ rác ngay mới được. Mà chìa khóa đâu rồi nhỉ? Trên đầu tủ lạnh ạ. Mẹ thấy rồi, cảm ơn con. Vậy bóp tiền đâu ấy nhỉ? Mẹ nhớ để nó chung với chìa khóa mà. Đâu, hôm qua mẹ để cạnh tivi đấy. Sẵn tiện thì con thấy cây bút mẹ để đâu không ấy nhỉ? Trên búi tóc của mẹ đó, bà ấy thật sự chẳng nhớ được gì cả. Mà điều tệ nhất là có khi bà còn quên luôn cả cô con gái xinh đẹp này nữa. Lần gần nhất, bà đưa tôi đi siêu thị cùng, thì để tôi ở khu vui chơi của trẻ em. Sau khi mua đồ xong, thì bà về nhà luôn. Nhân viên siêu thị đợi mãi không thấy ai đón tôi, nên tưởng tôi bị bỏ rơi, rồi họ gọi cảnh sát đến. May mà tôi nhớ được địa chỉ nhà và được đưa về an toàn bằng xe cảnh sát. Sau lần đó, tôi luôn có cảm giác người cần được trông coi là mẹ tôi mới đúng. Và đoán xem ai là người trông coi nào? Kế tiếp là bố tôi. Việc ưa thích nhất của ông là cho tôi chơi mấy món đồ chơi kỳ dị. Ông ấy làm việc ở một nhà máy sản xuất đồ chơi và đang gặp khủng hoảng lớn với đồng nghiệp mới. Con biết không Zoe, làm người lớn mệt lắm. Con đủ lớn rồi bố à? Không, con không hiểu đâu. Bố phải chiến đấu ở chỗ làm mỗi ngày để bảo vệ quan điểm của mình. Những gã đồng nghiệp mới vào làm ở công ty bố, đời nào hiểu được sở thích của trẻ con như bố. Tôi cũng muốn an ủi bố lắm, nhưng mà cái con gấu ông vừa đưa cho tôi xấu hết chỗ nói. Đây là sản phẩm mới của bố à? Nhìn vui ha, bố biết là con sẽ thích mà. Nó có bánh xe dưới chân này, con có thể điều khiển nó đi mọi hướng luôn. Sản phẩm của những người khác nhàm chán lắm. Mấy con búp bê Barbie xinh đẹp thì ở đâu mà chẳng có. Ông ấy nói đúng. Nhưng làm gì có bé gái nào từ chối được một em búp bê Barbie chứ. Trong khi con gấu gắn bánh xe kia thì có thể dọa được vài đứa khóc thét. Bố à, con thích con gấu này lắm. Con cũng thích cả Barbie nữa. Thôi được rồi, đưa con gấu cho bố. Con không cần an ủi bố đâu. Bố sẽ mua Barbie cho con sau nhá. Con không thể có cả hai cùng lúc sao? Con có thể để Barbie lên con gấu và cho chạy khắp phòng. Bố tôi kinh ngạc trước ý nghĩ đó, đột nhiên ôm tôi hôn tới tấp. Bé cưng của ta, con giúp ba nảy ra ý tưởng mới rồi. Một em Barbie mang giày trượt patin có thể điều khiển được thì sao? Nhất định sẽ bán chạy lắm đây. Tôi vui mừng vì giúp được bố tôi, nhưng có chuyện khác còn đáng ăn mừng hơn nhiều. Khi chiếc xe bus màu vàng ghé ngang qua và đưa cả bố và mẹ đi xa thật xa, cuối cùng tôi cũng gần tìm thấy đích đến bình yên. Giờ đây tôi chỉ cần xử lý nốt vấn đề cuối cùng, đó là anh trai Philip của tôi. Dậy đi Philip, 10 giờ rồi, anh sẽ đi học muộn mất. Hả? Anh dậy ngay đây. Thật ra chỉ mới có 7 giờ thôi, nhưng biết sao được, tôi cần đánh thức anh ấy dậy nhanh nhất có thể. Nhìn anh ấy xem, đầu tóc rối bù,
quần áo bốc mùi, còn dáng người thì ỉu xìu như cọng bún. Anh ấy thông minh nhưng tiếc thay lại là một tên mọt sách chính hiệu. Anh ấy vừa đậu vào một trường đại học danh tiếng, nhưng ai mà quan tâm chứ? Con gái thời này chỉ thích mấy anh chàng đẹp trai mà thôi. Sau khi cuống cuồng soạn xong sách vở, thì Philip mới nhận ra thời gian còn sớm. Anh ấy lập tức nổi nóng. Hey, Zoe! Em lại lừa anh đấy à? Anh có 15 phút để ăn sáng, sau đó em sẽ đi chạy bộ với anh. Nhanh lên nào! Tại sao anh phải đi chạy bộ hả? Anh không nhớ hôm qua đã nói gì à? Anh vừa khóc vừa thề là sẽ cưa đổ bằng được chị Ivy mà. Anh còn bắt em giám sát anh, bắt anh dậy sớm rèn luyện nữa. Thật à? Sao anh không nhớ gì nhở? Chắc là tại anh uống say quá đó. Tôi không để cho anh ấy có cơ hội nghĩ ngợi gì mà đẩy Philip ra khỏi nhà. Tôi biết rõ anh ấy ghét vận động, nhưng đừng lo, tôi đã có kế hoạch hết rồi. Hàng xóm của chúng tôi không được thân thiện lắm và nuôi rất nhiều chó. Tôi chỉ cần ném một cục đá qua là bọn chúng sẽ nổi điên chạy theo thứ bốc mùi nhất hiện giờ. Không ai khác, chính là Philip. Anh ghét em Zoe. Chà, tôi phải cảnh báo là bộ môn thể thao này không an toàn lắm đâu. Trừ khi bạn tìm được một đàn chó được dọ mõm kỹ càng như tôi và có một người anh sợ chó như Philip. Suốt 2 tuần sau đó, tôi kiên trì giúp Philip vận động buổi sáng. Đôi khi là buổi tối luôn. Thành quả là anh ấy khỏe lên trông thấy, còn chịu dậy sớm và tắm rửa sạch sẽ để tránh né tôi và đàn chó nữa. Wow, nhìn con khác quá Philip à. Con vẫn y như trước mà mẹ. Nhìn bờ vai này xem, có vẻ săn chắc hơn trước nhiều đấy. Philip ngạc nhiên lắm. Anh ấy còn chưa nhận ra bản thân thay đổi nhiều như thế nào. Tên một sách chính hiệu đã trở thành chàng trai khỏe mạnh và sáng sủa. Đó, anh thấy không? The only bad workout is the one that did happen. Philip cuối cùng cũng nhận ra ý tốt của tôi. Anh ấy gãi đầu, khó khăn mở lời. Anh xin lỗi vì đã nói ghét em nhá. Em hiểu mà, em cũng ghét anh lắm. Nhất là khi anh cười nhạo chiều cao của em mỗi khi anh có thể. Anh hứa không nói em là người tí hon nữa đâu. Vậy em có nghĩ là bây giờ Ivy sẽ để ý đến anh không? Tất nhiên rồi, bây giờ anh có thể hẹn hò với mọi cô gái anh muốn. Mọi người luôn nói rằng đã là gia đình thì nên ủng hộ lẫn nhau. Thế nên tôi chỉ động viên cho Philip vui thôi. Tôi biết cô gái Ivy đó, cô ấy sống ở gần đây. Thế nên cô ấy và Philip học cùng nhau suốt từ nhỏ đến lớn. Cô ấy nổi tiếng lắm. Tôi không biết tại sao đâu. Có lẽ vì cô ấy có sở thích biến đường phố thành sàn catwalk với mấy bộ váy diêm dúa đó chăng? Thật không thể hiểu nổi gu thời trang của người lớn luôn ý. Tôi đã nghĩ là anh Philip sẽ bị từ chối thôi. Nếu Ivy thích anh ấy thì đã thích từ lâu rồi. Bạn có đột nhiên chuyển sang thích uống sữa tươi sau hàng chục năm uống cà phê không? Tôi chắc chắn là không rồi đó. Vậy nên khi tôi tận mắt thấy Ivy đưa Philip về trên con xe đời mới của cô ấy còn hôn tạm biệt anh ấy thì sốc lắm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chị ấy đột nhiên bị cận nặng hay gì à? Không nhá, Ivy gật đầu khi anh tỏ tình. Thế nên bây giờ bọn anh là một cặp đấy. Đây là kẹo của em này, anh mua nhiều lắm đấy. Nhưng mà đừng cho mẹ biết đấy nhá. Philip đổ túi kẹo vào tay tôi rồi huýt sáo đi về phòng. Cả người anh ấy sáng lấp lánh như có hào quang tỏa ra vậy. Tôi đoán là tình yêu thật sự có thể khiến con người ta thay đổi theo hướng tích cực hơn. Những ngày sau đó, Philip cứ như người sống trên mây ấy. Anh ấy không thèm đọc sách nữa mà đi chơi với Ivy suốt. Còn lúc ăn cơm cùng gia đình, anh ấy luôn miệng nói về Ivy xinh đẹp thế này, Ivy tốt tính thế nọ. Và tôi chính thức rút lại lời nói vừa rồi. Tình yêu chỉ khiến con người phát khùng vì đối phương mà thôi. Anh chắc là chị ấy thích con người anh chứ? Hay chỉ là vẻ bề ngoài thôi? Này, con nít không nên nói như thế nhá. Và Ivy không phải là người nông cạn. Sau này lớn lên tí nữa em sẽ hiểu thôi. Bố và mẹ tôi đều vui mừng vì Philip có bạn gái. Bọn họ còn có ý định mời Ivy đến chơi nữa. Philip đương nhiên đồng ý và hẹn Ivy đến ngay ngày hôm sau. Xin chào chị Ivy, em là Zoe. Con bé xinh xắn ghê. Philip lúc nào cũng khen em thông minh và ngoan ngoãn hết. Tôi khá là nghi ngờ đấy nhá. Có thật không Philip? Anh từng nói vậy sao? Chắc là lúc đấy anh say thôi mà.
Ban đầu, Ivy tỏ ra dễ thương lắm. Chị ấy xinh đẹp, lễ phép và biết cách nói chuyện. Chị ấy khiến bố mẹ cười suốt, còn đảm đang, phụ giúp mẹ tôi nấu ăn. Chỉ là không hiểu sao, tôi cảm thấy không thích chị ấy tí nào. Lúc ở trên bàn ăn, Ivy giúp tôi nhét khăn ăn vào cổ áo. Tôi đột ngột cảm thấy cổ mình đau đớn. Nhận ra móng tay chị ấy vừa làm xước da tôi. Ôi, chị không cố ý. Chị xin lỗi. Để chị giúp em làm sạch vết thương. Chị ấy ôm tôi vào nhà bếp và mở hộp cứu thương ra. Và cái cách chị ấy nhìn tôi không hề thân thiện tí nào. Có phải em nói với Philip là chị yêu anh ấy vì vẻ bề ngoài đúng không? Em chỉ đùa thôi mà. Vậy sao? Trẻ con nói dối là không ngoan đâu nhá. Em không phải trẻ con. Em rất thông minh đấy. Thông minh quá cũng là vấn đề. Em khiến mọi người không thể sống yên ổn được. Ý chị là gì? Ivy khoanh tay, khó chịu kể lại tất cả mọi thứ chị ấy nghĩ. Chị ấy cho rằng bởi vì mang thai tôi nên trí nhớ mẹ tôi mới bị suy sút. Còn bố tôi thì gặp rắc rối ở nơi làm việc vì tôi. Đồng nghiệp luôn cho rằng những sản phẩm ông làm ra là nhờ đứa con gái thiên tài, chứ không phải công sức của ông. Còn Philip nữa, em có biết anh ấy thấy áp lực như thế nào vì em không? Anh ấy học hành như điên vì sợ bị chê cười là ngu ngốc hay bị mang ra so sánh với đứa em thiên tài đấy. Không đâu, đó không phải là sự thật. Bởi vì em là một đứa trẻ nên họ luôn bảo vệ em. Nhưng em đâu có quyền khiến cuộc sống họ tệ hại như thế. Không có em, họ đã hạnh phúc hơn nhiều rồi. Ivy làm tôi cảm thấy bản thân thật tệ hại. Có lẽ tôi không quan tâm gia đình đủ nhiều. Đáng lẽ tôi phải biết những chuyện đó mới phải. Nhưng đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Chị sẽ giúp em sao? Tất nhiên rồi. Chị sẽ kết hôn với Philip và sinh thật nhiều đứa trẻ. Rất nhanh thôi, mọi người sẽ nhận ra trẻ con thật sự đáng yêu như thế nào. Trẻ con nên là những thiên thần mang lại tiếng cười, chứ không phải kẻ tự cho mình thông minh rồi hành hạ người khác. Một bà cụ non như em sẽ sớm bị ghét bỏ thôi. Không đời nào. Giờ thì tôi nổi giận thật sự. Làm sao cô ta dám nói với tôi như vậy? Tôi là Zoe, con gái cưng của bố mẹ, em gái ngoan của Philip. Không đời nào có ai thay thế được tôi cả. Ivy, chị biết không? Cái gì? Có thể em khiến mọi người trong gia đình mệt mỏi thật đấy. Nhưng sau cùng, họ vẫn sẽ yêu em vô điều kiện. Đó là thứ mà người ngoài như chị không hiểu nổi đâu. Không để Ivy kịp phản ứng, tôi với tay lấy bình nước trên bàn, rồi hất vào người chị ấy, làm chị ấy hét lên hoảng loạn. Bố, mẹ và Philip nhanh chóng xuất hiện. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng không thể ngăn cản tôi lao vào người chị ấy đấm đá. Có chuyện gì vậy Zoe? Đủ rồi Zoe! Dừng lại ngay! Ơ kìa! Buông cô ấy ra Zoe! Bố tôi nhấc bổng tôi lên trong lúc Ivy lên án tôi. Cháu đã xin lỗi rồi mà. Cháu không cố ý làm Zoe bị thương. Nhưng con bé vẫn tức giận với cháu. Con bé nói không muốn cháu cướp Philip đi. Rằng Philip là của em ấy. Bảo cháu không xứng với anh ấy. Có thật là vậy không Zoe? Tất cả ánh mắt đều dồn vào tôi. Bạn nghĩ là tôi sẽ chối à? Hay lên án ngược lại Ivy? Tôi chỉ cần nói một câu đơn giản thôi. Con ghét chị ấy. Con không muốn thấy chị ấy nữa. Bố và mẹ tôi đều bất ngờ, nhưng không hề trách phạt tôi. Philip đỡ Ivy dậy, khiến cô ấy cảm động lắm. Em biết anh sẽ bảo vệ em mà. Không Ivy, anh nghĩ là chúng ta nên chia tay thôi. Hả? Tại sao? Zoe là em gái anh và con bé thích tất cả mọi người ngoại trừ em. Đó là lý do đấy. Bố tôi ôm tôi vỗ về trong lúc tống cổ Ivy ra khỏi nhà. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn lè lưỡi trêu tức chị ấy nữa. Tôi chỉ có 7 tuổi thôi. Tôi có thể thông minh, có thể vô tâm với nhiều thứ. Nhưng tôi luôn luôn là người được yêu thích nhất trong nhà. Và tôi cũng yêu tất cả mọi người, kể cả khi mỗi ngày trôi qua có khó khăn thế nào đi nữa.